năm 2016, công ty cổ phần In Hà Nội đã bị Tổng cục Thống kê ra quyết định cấm tham gia đấu thầu trong vòng 5 năm. Vì trong hồ sơ dự thầu, doanh nghiệp này đã cung cấp các tài liệu liên quan đến hợp đồng tương tự là không chính xác, cung cấp bằng tốt nghiệp giả của một số nhân sự chủ chốt. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định cấm đấu thầu 4 năm đối với công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Khang Hiền trú trên địa bàn vì làm giả hồ sơ để trúng thầu. Các hợp đồng tương tự mà doanh nghiệp này cung cấp đều không có thật. Báo cáo tài chính cung cấp tại hồ sơ đấu thầu là không phù hợp với quyết toán thuế. Cũng trong năm 2018, cùng một lúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng ra quyết định cấm tham gia đấu thầu trong vòng 4 năm cho 3 công ty khác, cũng là lý do gian dối trong hồ sơ dự thầu. Theo đại diện Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, hiện nay đã có 140 tổ chức cá nhân bị các bộ ngành địa phương ra quyết định xử phạt vì có vi phạm về pháp luật đấu thầu. Trong đó có khá nhiều trường hợp do gian dối hồ sơ dự thầu. Việc này tác động trực tiếp, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng thi công, các công trình có nguồn vốn từ ngân sách. Nếu mà về mặt năng lực kinh nghiệm thì có thể sẽ dẫn đến là nhà thầu thực sự là không đáp ứng năng lực kinh nghiệm. Và nhất là về tài chính chẳng hạn, đến khi thi công thì có thể không có nguồn vốn, không có cái khả năng tài chính để chi trả giữa các cái quãng thời gian từ lúc nhà thầu nhận công trình đến một cái kỳ thanh toán nhất định. Hoặc nhà thầu không thể huy động được máy móc thiết bị thi công, không có nhân sự đáp ứng. Ví dụ như khi khai man về một cái nhân sự nào đó nhưng thực tế thì không có, thì nó sẽ dẫn tới là không thể thực hiện được gói thầu, chậm tiến độ. Theo quy định, nếu doanh nghiệp gian lận hồ sơ dự thầu, ngoài việc bị cấm đấu thầu có thời hạn thì còn có thể bị khởi tố hình sự nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên thực tế rất hiếm có trường hợp nào bị khởi tố. Tôi nghĩ là cái thực thi về các cái quy định của đấu thầu hiện nay nó chưa được chặt chẽ, và vì vậy mà dẫn đến một số các cái đơn vị đấu thầu thì có cái hành vi gian dối để làm sao mà trúng thầu, thì đây là một cái hiện tượng rất là đáng lên án. Gian lận hồ sơ dự thầu đang là thực trạng có ảnh hưởng trực tiếp, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư, và đã có không ít công trình bị chậm tiến độ cả vài năm do năng lực thi công của nhà thầu yếu kém.